Thưa quý vị và các bạn, dự án xử lý khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở kênh xả tiêu Cống Vọng Phan trên đê tả sông Lược, huyện Phù Cừ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh thi công và phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão. Quy mô của dự án gồm kè gia cố kênh xả tiêu Cống Vọng Phan chiều dài trên 300m, gia cố mái kè bằng đá lát khan không chiết mạch, gia cố đáy kênh, xử lý vứt nối cửa xả ra sông Luộc, xây dựng đường bê tông hai bên bờ kênh có chiều dài trên 600m, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Đến nay nhà thầu đã triển khai được các hạng mục như nạo vét, gia cố đáy, kè mái kênh bằng đá lát khan không chiết mạch trong hệ khung dầm, ép cơ bản cọc bê tông, khối lượng thực hiện đạt 21% theo hợp đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng chống úng trong mùa mưa bão năm 2024, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 nạo vét gia cố đáy kênh toàn bộ tuyến bằng đá lát khan không chiết mạch trong hệ khung dầm, kè gia cố mái kênh xả tiêu, phấn đấu đạt gần 50% giá trị hợp đồng.